Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 104 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với 104 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Nối tiếp phần trước, lại nói Bạch Tây Yêu Thánh chính là cường giả tam thần cảnh nguyên thần kỳ, bên trong yêu tông thất thánh xếp hạng thứ tư, uy danh hiển hách. Năm đó hắn rèn luyện nguyên thần, dùng chín loại sát khí rèn luyện thành nguyên thần nguyên thai, tu thành thuần dương no đủ mới bước chân vào hóa thần kỳ. Tu vi tích lũy có thể nói là cực kỳ thâm hậu. Hắn cũng là thiên tài nổi danh không gì sánh được trong yêu tộc. Yêu tộc trời sinh thân thể đã mạnh mẽ, nếu tu vi cảnh giới ngang nhau sẽ thâm hậu hơn vu sĩ nhân loại cả chục lần là ít. Tuy rằng yêu tộc không có đạt được Ngọc Lâu Bảo Tháp và Thiên Đạo Truyền Thừa, nhưng truyền thừa của Nguyên Thủy Yêu Tông lại vô cùng thâm hậu, có nhiều vô pháp, tâm pháp cho hắn lựa chọn. Bởi vậy, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp hạng bài danh phía trước trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng khiến cho hắn vạn vạn lần không ngờ chính là vừa mới đối mặt, hắn đã bị Diệp Húc cứng rắn đánh nát thân thể. Tiểu tử, người dám đánh lén ta? Năm đó Nguyên Thủy Thánh Tông dùng phương pháp không đẹp phục kích đánh lén ta, đều bị ta đánh cho trọng thương. Bạch Tê Yêu Thánh tức giận vạn phần, phía sau đột nhiên hiện lên nguyên thần Bạch Tê, phẫn nộ giống lớn. Một hống vỡ sân hà. Nguyên thần Bạch Tê giống lên long trời lở đất, thậm chí còn oanh mở cả sát khí trên không trung, lộ ra một mảnh trời quang đãng. Khổng Chiêu Yêu Thánh và Khổng Tước, Bách Hoa Cung Chủ ở xa xa cũng bị tiếng giống này làm cho khí tức chấn động, gần như không thể khống chế được thân mình. Một giống của hắn có thể so với nguyên thần chi bảo, mạnh mẽ bá đạo. Lúc trước khi tranh đấu, hai người đại chiến ở Ly Sơn, Bạch Tây Yêu Thánh giống một tiếng làm vỡ cả một đám núi, có thể thấy được uy lực trong tiếng giống của hắn. Thanh âm chồng chất, những âm ba này không ngờ lại có hình dạng của ngọn núi, giống như những tòa núi lớn liên tục va chạm vào nhau, oanh kích thẳng tới thân thể Diệp Húc, không ngừng chấn động, ý đồ muốn đánh nát hắn. Giờ một tiếng, Diệp Húc cứng rắn chịu âm ba tấn công. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn trong tay chém xuống, lập tức một cái đầu văng lên, máu chảy khắp trời cao. Một phủ này của hắn làm cho Bạch Tây Yêu Thánh cùng với nguyên thần Bạch Tê phía sau hắn đều bị chém bay đầu. Bạch Tây Yêu Thánh tuy rằng bị chặt đứt đầu nhưng vẫn chưa chết, vừa sợ vừa giận, thân hình phóng lên cao, trực tiếp đón lấy đầu mình. Đầu nguyên thần Bạch Tê cũng tự động dừng ở trên cao, dừng ở trên cổ nguyên thần, khôi phục lại như lúc ban đầu. Diệp Húc không tiếp tục động thủ, tùy ý để cho Bạch Tây Yêu Thánh tiếp lấy đầu của mình. Sau đầu của hắn, Nhân Bảo, Địa Bảo, Thiên Bảo, Nghiệp Hỏa, bốn đạo kim luân liên tục thay đổi không ngừng, khiến cho Chư Thiên Thần Vương công đức ấn của hắn uy lực tăng lên mấy lần. Diệp Thiếu Bảo, không thể không nói là ta khinh thường ngươi, không ngờ ngươi chiếm cứ thượng phong chém đầu của ta. Đáng tiếc ngươi vẫn không phải là tam thần cảnh, không biết sự hùng mạnh của đại vu tam thần cảnh. Bạch Tây Yêu Thánh khôi phục lại nguyên khí, hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc. Khổng Chiêu Yêu Thánh vội vàng bay tới, nhìn Diệp Húc sắc mặt kịch biến, nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Thiếu Bảo, ngươi còn chưa chết sao?" Diệp Húc khẽ mỉm cười, không có phản ứng với hắn. Khổng Tước cùng Bách Hoa Công Chủ cũng lần lượt bay tới, dừng ở phía sau Diệp Húc. "Xin ra mắt công chủ." Diệp Húc nhẹ nhàng cười cười gật đầu với hai người. Bách Hoa Công Chủ vội vàng đáp lễ, trong lòng khiếp sợ dị thường. Nàng còn nhớ rõ bộ dạng ngây ngốc của Diệp Húc năm xưa khi mới đi vào Thanh Châu. Khi đó, Diệp Húc tu vi thực sự là thấp kém vô cùng, chênh lệch với nàng chẳng khác nào một trời một vực. Thế nhưng mà lúc này lại thấy Diệp Húc thì không ngờ nàng đã không nhìn thấu được tu vi của hắn, làm cho nàng thêm cảm giác nguy hiểm. Mới chỉ có vài năm thôi, nàng lẩm bẩm trong lòng. Khổng Tước trong lòng cũng khiếp sợ vạn phần. Lúc trước khi nàng mang theo Phượng Yên Nhu đào hôn, khi đó Diệp Húc mới là tam đan cảnh ảo đan kỳ. Nàng tự hỏi những ngày này mình chưa từng có ngày nào nhàn hạ, rốt cuộc cũng từ thân dương kỳ luyện tới dương thần kỳ,
tốc độ tu luyện là thiên hạ ít có. Không nghĩ tới, tốc độ tu luyện của Diệp Húc không ngờ còn nhanh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Giờ đã là vu sĩ dương thần kỳ rồi, khoảng cách tới đại vu chỉ còn một bước thôi. Khổng cô nương, ta từng thu một vật của ngươi tặng lại cho ngươi. Diệp Húc cười nói. Khổng tước đang muốn chối từ, đã thấy Diệp Húc lấy ra một cái đuôi khổng tước đẹp, hẹp và dài, không khỏi nao nao, lúc này mới không chối từ nhận lấy cái đuôi khổng tước này. Khổng Chiêu Thánh nhìn thấy Diệp Húc đưa cho khổng tước cái đuôi, chính là ngũ hành diệt tuyệt thần quang mà hắn bị Diệp Húc đoạt mất. Lão thất, an tâm một chút, chớ nóng nảy, hôm nay vì huynh cho ngươi thấy thủ đoạn của ta. Bạch Tiêu Thánh hít một hơi thật dài, sắc mặt khôi phục như thường, cười lạnh mà nói. Hắn đoạt đi ngũ hành diệt tuyệt thần quang của ngươi, vì huynh hôm nay chẳng những giúp ngươi cướp về, còn xử tử hắn, ăn luôn nguyên thần của hắn, báo thù rửa hận cho ngươi. Hắn dám đánh lén ta, đây sẽ là kết cục của hắn. Khổng Chiêu Yêu Thánh thở hắt ra, thản nhiên nói. Tứ ca, thù của ta không cần ngươi tế báo, tiểu đệ sẽ rất nhanh thành tựu nguyên thần, tu thành đại vu yêu tộc. Tới lúc đó ta bóp chết hắn, tựa như bóp chết một con kiến vậy. Tuy nhiên, tứ ca nếu muốn hắn chết, vậy cứ động thủ trước đi. Ta lực trận cho ngươi, miễn cho hắn trốn thoát. Được, có chí khí. Bạch Tây Yêu Thánh cười ha hả, vỗ vỗ mạnh lên đầu vai của Khổng Chiêu, đi nhanh tới phía của Diệp Húc, cười lạnh mà nói. Diệp thiếu bảo, vừa rồi ta không phòng bị, làm cho ngươi chiếm được tiện nghi. Tuy nhiên lúc này đây, chính là tử kỳ của ngươi kìa. Sao, đánh lén sao? Diệp Húc cười ha hả, hạ giọng nói. Bạch Tây Yêu Thánh, ngươi nghĩ mình rất cao sao? Vừa rồi ta chỉ dùng 3 thành tu vi. Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi hay sao? Nếu ta muốn giết ngươi, một chiêu đủ rồi. Khoác lác thì ai cũng làm được. Bạch Tây Yêu Thánh hừ lại một tiếng, ngửa mặt lên trời giống lớn. Nguyên thần Bạch Tây phía sau hắn cũng lớn tiếng giống giận. Chỉ thấy sát khí trên thiên không dũng mãnh cuồn cuộn cuốn vào bên trong nguyên thần Bạch Tây của hắn, khiến cho đầu Bạch Tây tê giác to lớn này bành trướng lên. Trong chớp mắt lên cao tới ngàn trượng, lỗ mũi phun khói, mắt như chuông đồng, uy phong lẫm lẫm. Tu vi của hắn tâm hậu so với viên thiên công đại yêu hợp thể kỳ tam thần cảnh còn mạnh hơn rất nhiều, đích xác có tiền vốn kiêu ngạo. Diệp Húc ánh mắt sáng lên, bóng dáng vừa động, một bước đi tới bên người Bạch Tây Yêu Thánh. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn đánh xuống. Bạch Tây Yêu Thánh, người nếu có thể tiếp ta một chiêu, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thái Hoàng Thiên Giới trong lòng bàn tay hắn hình thành một cự phủ, nhật nguyệt luân hồi bên trong biển rộng sóng lớn, thủy triều phập phồng, lôi đình không ngừng đánh xuống. Mỗi khi lôi đình đánh xuống, liền có một viễn cổ cự thú sinh ra, cự phủ khai thiên lập địa, tiến hóa vạn vật. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của hắn là sau khi cắn nuốt tàn niệm của Thái Hoàng Thiên Thần Vương mà tu thành, đơn thuần lực công kích còn trên cả Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Hơn nữa, thời gian càng lâu, uy lực càng mạnh. Diệp Phúc khí thế tăng lên vô hạn, giống như một tôn thần vương cao cao tại thượng. Chu Thiên Tả Phật ở sau lưng hắn không ngừng tụng niệm ma kinh, chỉ nghe thấy ma âm đang đãng tuyên truyền giác ngộ. Bạch Tiêu Thánh chỉ cảm thấy trong đầu ong ong tắc hưởng, gần như bị ma âm đánh tan tin tưởng, thiếu chút nữa không kìm nổi mà cúi đầu thuận theo Diệp Húc. Diệp Húc nâng tay lên, cự phủ đánh xuống giống như khai thiên lập địa vậy. Xẹt một tiếng, phủ quang mở ra sát khí liên miên trăm dặm, giống như cắt một miếng đậu hũ, thoải mái vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng loại chư thiên công đức ấn này, sau khi học được Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, uy lực to lớn vượt xa qua nguyên thần chi bảo, hơn nữa càng thêm linh hoạt. Phạt Thiên Bảo Luân lên. Chỉ nghe thấy ong một tiếng, Bạch Tiêu Thánh há mồm phun ra một bảo luân. Bảo luân này quanh thân toàn răng cưa, rít gào chuyển động, sắc bén vô cùng. Hắn mở miệng quát lớn, nguyên thần Bạch Tiêu phía sau thúc giục bảo luân, răng cưa chuyển động điên cuồng. Bảo luân này bị một tay của hắn bắt lấy, nghênh tiếp Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Phúc. Đây là nguyên thần chi bảo mà hắn cực khổ luyện chế thành, tên là Phạt Thiên Bảo Luân, nghịch thiên phạt thiên, chính là cực phẩm trong nguyên thần chi bảo. Diệp Húc, Diệp thiếu bảo, ta đã nói làm cho ngươi chết rất khó coi, quyết không nuốt lời. Hôm nay ta chẳng những chém giết ngươi, còn phải cắn nuốt nguyên thần của ngươi, biến ngươi thành bổ dược cho ta. Hắn còn chưa dứt lời, Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn dĩ nhiên đánh xuống, xoẹt một tiếng, Phạt Thiên Bảo Luân trong tay hắn bị bổ ra làm hai. Trong lòng Bạch Tây Yêu Thánh kinh hãi, gầm lên liên tục, đột nhiên tế khởi một cái trống lớn, đón nhận khai thiên cự phổ đánh xuống. Khẩu trống lớn này dùng da của chính hắn luyện chế, cực kỳ chắc chắn. Chấn động trống lớn liền có ma âm súng đãng, phá hủy thân thể cùng nguyên thần cũng không nói chơi. Tiếng trống ầm ầm chấn động đột nhiên chia năm xẻ bảy, khai thiên đại phủ tiếp tục hạ xuống, mở ra cái trống lớn rốt cuộc cũng thoáng chịu được. Bạch Tiêu Thánh vội vàng tế khởi một tấm chắn tối đen như mực ngăn cản lại,
chỉ nghe thấy một tiếng nổ, tấm chắn rút cuộc ngăn trở được một thức Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Húc. Xoẹt. Bạch Tây Yêu Thánh mi tâm đột nhiên vỡ ra một vết máu kéo dài tới cả xương cụt, cả người giống như bị chém ra làm hai vậy. Một đạo phù quang chui vào từ phủ của hắn, hắn kêu lên thảm thiết, chỉ thấy phù quang này bổ ra khỏi từ phủ của hắn, xuyên qua đầu của hắn. Cùng lúc đó, nguyên thần Bạch Tê thật lớn sau lưng Bạch Tê Yêu Thánh phẫn nộ giống giận, đột nhiên máu tươi giàn giụa nứt ra thành hai nửa. Ôm bò. Nguyên thần Bạch Tê không ngừng giống giận, thân hình nó bị cự phủ chém ra làm hai, phủ quang chấn động, nguyên thần Bạch Tê không thể khép lại cùng một chỗ được, ngược lại tiếp tục phân giải, giống như có vô số cự phủ thật nhỏ đang băm vằm đầu tê giác này. Diệp Húc một phủ này tuy bị Bạch Tê Yêu Thánh ngăn trở không có dừng ở trên người của hắn, nhưng phủ quang lại xuyên thấu tấm chắn, gần như chém đôi cả người hắn. Đây là uy lực của một thức Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn toàn lực của Diệp Húc. Một phủ hạ xuống, chuyên bổ ra nguyên thần, thân thể vô sĩ chém từ phủ giết nguyên thần, không gì có thể ngăn cản. Diệp Húc lúc trước khi ngăn cản một thức này, phủ quang thậm chí ngấm vào từ phủ hắn, nguyên thai hắn, gần như chặt đứt nguyên thần ngọc thụ của hắn. Mà lúc này hắn dùng một chiêu này đối phó với Bạch Tây Yêu Thánh, một chiêu đã chém đôi Bạch Tây Yêu Thánh. Bạch Tây Yêu Thánh, ngươi quá coi thường ta rồi, ta nói một chiêu giết ngươi tuyệt đối không dùng chiêu thứ hai. Yêu tông thất thánh các ngươi có thể làm đối thủ của ta chỉ có đứng đầu thất thánh Thiên Bằng đại thánh mà thôi. Diệp Húc tán đi Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, thản nhiên nói. Thân hình Bạch Tê Yêu Thánh lay động, đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu bạch tê lớn như núi, ầm ầm rơi từ trên cao xuống. Nguyên thần của hắn bị giết, tử phủ bị chém, dĩ nhiên hồn bay phách lạc, chỉ còn lại thể xác hóa thành nguyên hình. Hiện giờ tu vi của Diệp Húc đã tiến vào Dương Thần kỳ, toàn lực ra tay, một chiêu diệt sát cường giả như Bạch Tê Yêu Thánh quả thực là dễ dàng. Trước khi tiến vào di chỉ kinh đô cuối thầy thương Ân Khư, thực lực của hắn nguyên bản không kém Khổng Chiêu Yêu Thánh là mấy, nhưng trong di chỉ kinh đô cuối thầy thương, thực lực của Diệp Húc dĩ nhiên đã ở trên Khổng Chiêu rồi. Đợi khi ra khỏi kinh đô cuối thầy thương, hắn đã là một trong những cao thủ nổi tiếng trong giới trẻ. Huống chi trong Bắc Hải bí cảnh lại có gặp gỡ và tu luyện một phen, khiến thực lực của hắn vượt qua Thái Tử Sơ, Bạch Tây Yêu Thánh tự nhiên còn xa mới là đối thủ của hắn. Trong mắt của Diệp Húc, Yêu Tông thất thánh ngoại trừ vị Thiên Bằng đại thánh thần bí khó lường kia ra, những người khác đều không có hơn kém Bạch Tây Yêu Thánh là mấy, không chịu nổi một kích. Chỉ có Thiên Bằng đại thánh mới là cao thủ chân chính. Lúc trước ở di chỉ kinh đô cuối thể thương, một hóa thân của người này liền có thể địch lại Diệp Húc rồi. Nếu hắn chân chính tới lại càng thêm lợi hại. Diệp Thiếu Bảo, người giết tứ ca của ta, Nguyên Thủy Yêu Tông ta bất cộng đái thiên với ngươi, tương lai sẽ lấy đầu của ngươi báo thù cho tứ ca. Khổng Chiêu Yêu Thánh nhìn thấy Diệp Húc một chiêu chém giết nguyên thần Bạch Tây Yêu Thánh, không khỏi can đảm, không còn không nói một lời, lập tức hóa thành một khổng tước nhiều màu, chấn cánh trăm dặm, tốc độ cực nhanh. Khổng huynh, ta trợ giúp ngươi một tay. Diệp Húc đánh ra một trường, chỉ thấy bên trong lòng bàn tay bay ra vô số đỉnh bốn chân cực nhỏ, tổ hợp thành các dị thú, hàng nghìn, hàng vạn đầu dị thú lại cấu kết với nhau, hóa thành một bàn tay to lớn phạm vi cả trăm mẫu, giết gào đuổi đánh Khổng Chiêu Yêu Thánh. Rầm rầm rầm. Đuôi cánh Khổng Chiêu run run, năm đạo ngũ hành diệt tuyệt thần quang như năm tòa núi lớn ầm ầm áp chế cứng rắn, va chạm với vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang bị phá nát một lần nữa, bị chấn chặt thành năm cái đuôi, lập tức hóa thành tro bụi. Dưới một chiêu vạn pháp yêu thủ, Khổng Chiêu Yêu Thánh hộc máu miệng, tốc độ ngược lại nhanh hơn, hốt hoảng mà thoát đi. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta uy lực là không đủ mạnh, so với Chư Thiên Thần Vương công đức ấn càng ngày càng chênh lệch rồi. Diệp Húc không có chiêu kích để cho Khổng Chiêu rời khỏi, trong lòng có chút tức hận. Chư Thiên Thần Vương công đức ấn là một loại pháp môn cận chiến, mà Kiều Đỉnh Vạn Pháp Yêu Quyết lại chú trọng tấn công xa. Đáng tiếc chính là Kiều Đỉnh Vạn Pháp Yêu Quyết uy lực không đủ hùng mạnh, đối phó với cường giả có tu vi cao thâm là có chút kém. Diệp huynh vì sao không đuổi theo giết Khổng Chiêu? Khổng Tước thấy hắn một chiêu giết chết Bạch Tây Yêu Thánh, đứng thứ tư trong Yêu Tông thất thánh, trong lòng khiếp sợ dị thường, nghi hoặc mà nói. Khổng Chiêu người này mưu ma chức quý, hơn nữa tư chất xuất chúng, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, lưu hắn lại chỉ sợ là một mối họa tâm phúc lớn thôi. Ồ, Khổng cô nương lo lắng nhiều rồi, Khổng Chiêu chênh lệch với ta càng lúc càng lớn, cho dù hắn tu luyện trăm ngàn năm cũng không có khả năng đuổi được ta đâu. Tu vi của hắn tinh tiến thêm một bậc thì ta tinh tiến thêm 10 bậc, cần gì phải làm điều thừa chứ. Diệp Húc mỉm cười nhìn về phía Khổng Tước và Bách Khoa công chủ, hắn cười nói,
Hai vị hiện giờ khổ tu tới Dương Thần Kỳ, có hy vọng tiến vào Tam Thần Cánh, thật đáng chúc mừng. Bách Khoa Công Chủ vội vàng khiêm tốn nói một câu, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Năm đó, khi ở Thanh Châu, Diệp Húc chỉ là một tiểu vũ sĩ, mà nàng còn lại là cường giả vô pháp thông thần. Nhưng vài năm không gặp, tình huống lại ngược lại. Hiện tại Diệp Húc tuy rằng trước sau như một thân áo lam, bộ dạng thanh tú văn tĩnh, dường như vẫn là thiếu niên ngây ngô năm đó, nhưng thiếu niên này nàng lại phải ngưỡng mộ. Công chúa, Khổng Tước cô nương, gần đây có đại sự gì phát sinh không vậy? Diệp Húc và nhị nữ nói chuyện, đột nhiên cười nói: ta gần đây bị nhốt trong Bắc Hải bí cảnh, đối với bên ngoài cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khổng Tước lắc đầu nói: ta cùng với Tố Tỷ Tỷ cùng nhau đi sưu tầm sát khí ở chung quanh, rất ít khi tiếp xúc với người, thậm chí ngay cả chuyện lớn như người bị nhốt trong Bắc Hải bí cảnh cũng chưa từng biết qua kìa. Nếu nói có đại sự, chỉ có Diệp lão ma nổi danh lừng lẫy bị trấn áp bên trong Bắc Hải bí cảnh mà thôi. Chà chà, phong ấn 500 năm giống như là một lão ma đầu tội ác tày trời vậy, một khi phóng thích ra ngoài sẽ làm thương hại tới ngàn vạn sinh linh. Nàng đối nhân xử thế rất công bằng, không có tâm địa gian xảo, nghĩ tới cái gì thì nói cái đó, dứt lời lại cười khanh khách không ngừng. Diệp Phúc phẫn nộ nói: thiếu chút nữa ta bị trấn áp 500 năm. Khổng Thước muội muội, một tháng trước lúc chúng ta ở Uổng Từ Thành sưu tầm âm sát, trong lúc vô ý nghe người ta nói đã có một đại sứ. Bách Khoa Công Chủ đột nhiên mở miệng nói: hình như là Đại Tần Thái Tử đột nhiên bất đắc kỳ tử mà bỏ mình. Đại Tần phát quốc tang, sai người truyền lệnh cho tất cả ma đạo môn phái trên lãnh thổ quốc gia phải treo cờ trắng 3 ngày. Diệp Phúc trong đầu ầm ầm một tiếng trống rỗng, trên mặt huyết sắc rút đi, trở nên tái nhợt không chịu nổi, lẩm bẩm mà nói: đã chết sao? Không ngờ đã chết sao? Công chủ, hắn chết như thế nào vậy? Bách Khoa Công Chủ liếc hắn một cái nhỏ giọng nói: nghe người ta nói Thái Tử Sơ ở Lĩnh Tây giao thủ với ngươi bị ám thương, trở lại trong cung thì thân thể ngày một yếu nhược, rút cuộc tháng trước không trị nổi mà bỏ mình rồi. Ám thương sao? Quả là cớ hay. Diệp Húc hít ra một hơi, cái gì mà ám thương, hắn căn bản là không tin. Thái Tử Sơ chân chính đã chết 4 tháng trước rồi, chết trong tay hắn, hồn bay phách lạc. Một lũ tinh hồn của Đại Tần Hoàng Đế chân chính Thủy Hoàng Đế chiếm cứ thân thể Thái Tử Sơ. Thủy Hoàng Đế dùng thân thể của Thái Tử Sơ đi tới đế cung, chính là muốn tra xét xem tới tuyệt cùng là ai cướp đi ngôi vị hoàng đế của hắn, đánh cắp đế quốc của hắn, đánh cắp hết thảy của hắn. Hơn phân nửa hắn bị người phát hiện, sau đó chiến bại mà chết. Nghe nói Thái Tử Sơ trước khi chết từng hô to một câu rất kỳ quái. Bách Khoa Công Chủ lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu mặt giãn ra cười nói: hắn nói hình như là đừng có tới, lời thề phế bỏ, tổng cộng có 7 chữ, nói xong liền chết bất đắc kỳ tử. Còn có một chuyện lớn nữa, Trung Châu Hạ gia thiên tài chói mắt nhất Hạ Đông Dương tiến vào mộ của Khải Hoàng, đạt được truyền thừa thần bí, nghe nói là cấm pháp Khải Hoàng, cùng với một kiện trọng báo do Khải Hoàng luyện chế. Não của Diệp Húc đã đình chỉ hoạt động, câu tiếp theo của Bách Khoa Công Chủ hắn cũng không nghe rõ. Đừng có tới, lời thề phế bỏ. Những lời này là nói với ta sao? Người từng bảo ta tới, lại bảo ta hủy bỏ lời thề lúc trước đi. Chẳng lẽ kẻ thù đã hùng mạnh tới như vậy rồi sao? Người cho rằng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng chống lại hắn hay sao? Diệp Phúc phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt nhìn về phương xa. Thủy Hoàng Đế trước khi đi Hàm Dương đã từng bắt hắn phải thề, nếu như một ngày không thể báo thù cho hắn, Diệp Phúc không thể thành tựu vô hoàng. Thủy Hoàng Đế khi còn sống hùng mạnh như thế nào đây? Tuy rằng chưa vấn đỉnh vô hoàng, nhưng khoảng cách tới cảnh giới vô hoàng tuyệt đối là không còn xa. Nếu không tuyệt không có khả năng chế tạo Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát trở thành cấm vào không trọn vẹn, trấn áp ma đạo các phái. Người chiếm lấy ngôi vị hoàng đế thống trị Đại Tần của hắn, nhất định ngay cả hắn cũng hiểu được, cho dù mình sống lại cũng không thể đối phó được, cho nên mới ngăn cản Diệp Húc không cho đi báo thù. Lời thề của Diệp Húc cũng hủy đi. Chẳng lẽ đánh cắp Đại Tần là một vị vô hoàng hay sao? Người không cho ta báo thù cho ngươi, đáng tiếc chính là lời thề ta đã phát ra, ngươi giải trừ không được. Lời thề này sớm muộn gì cũng là chướng ngại lớn nhất để ta tiến vào vô hoàng. Diệp Húc đau khổ suy tư. Dưới sự hỗn loạn, hắn chia tay với Khổng Tước và Bách Khoa Công Chủ, mỗi người đi một hướng. Hắn đi thẳng về Hoàng Tuyển Ma Tông. Vì sao ngươi trước khi chết ngay cả tên cũng không nói ra? Chẳng lẽ tên của người kia là một loại cấm kỵ? Nói sẽ bị hắn cảm giác được sao? Người nó tới tuyệt cùng là ai đây? Giả La Minh Tôn từng nói qua,
thế gian người có khả năng trở thành vua hoàng nhất đó là hạng tông chủ của Hoàng Tuyển Thánh Tông ta. Nếu nhân gian có người thành tựu vua hoàng, người nọ khẳng định là hắn. Tuy nhiên, Vinh Lâm huynh lại nói hạng tông chủ sớm đã mất rồi, ngọc lâu của hắn phân giải trở thành vua hồn giới. Diệp Phúc đần độn không biết qua bao lâu mới tới thập vạn đại sơn Hoàng Tuyển Ma Tông, thẳng hướng tới luân hồi thiên bàn tổng đàn Ma Tông mà đi. Ứng Tông Đạo nhìn thấy hắn mỉm cười nói: nếu ngươi thật sự bị trấn áp như vậy, ta sẽ thất vọng. Diệp sư đệ, ngươi vừa mới thoát vây liền hấp tấp tới tìm ta, gây nên chuyện gì rồi sao? Diệp Phúc hít ra một hơi, ánh mắt trầm ổn, trầm giọng mà nói: tông chủ, ta muốn đi xem mộ địa của các tông chủ, chiêm ngưỡng di tích của các vị tông chủ thánh tông ta. Ứng Tông Đạo sắc mặt khẽ biến, thanh âm lạnh lùng nói: mộ địa của tông chủ sao? Nơi đó là nơi yên nghỉ của nhiều thế hệ tông chủ thánh tông ta, nghiêm cấm quấy rầy. Nơi này chính là trọng địa của thánh tông ta, cấm địa bên trong cấm địa. Cho dù có là ta, tương lai sau khi chết đi cũng bị an táng vào trong đó. Ngươi đi vào trong đó làm cái gì? Chiêm ngưỡng các thế hệ tông chủ thánh tông ta. Diệp Phúc nhấp nháy mắt, Ứng Tông chủ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hòa hoãn, thản nhiên nói: những gì ngươi làm ta đều biết cả. Nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, ta không cho ngươi đi cũng là lo lắng ngươi ngày nào hứng khởi nhất thời trộm đi thi thể của các vị tông chủ, luyện thành thân ngoại hóa thân, đi chung quanh làm ác kìa. Chờ sau khi ta chết đi, ngươi đem di thể của ta vào bên trong mộ địa, lúc đó sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng. Sư huynh, tiểu đệ tuyệt không làm ra là các loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đâu. Diệp Phúc Ứng Tông Đạo lướt mắt nhìn hắn, trầm ngâm một lát, thầm nghĩ: không sợ kẻ trộm trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương thôi. Ngàn phòng vạn phòng cũng khó mà phòng bị cướp trong nhà. Ta nếu như không cho hắn đi, hắn sẽ biến thành ăn trộm, ngày đêm thương nhớ. Hắn nếu như muốn trộm đi di thể các tông chủ thế hệ trước, cho dù là ta bắt được hắn cũng có thể phủ nhận. Nhưng nếu ta nói cho hắn, hắn mà trộm đi cũng không thể phủ nhận được. Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười nói: niệm ngươi thành tâm, ta cho ngươi đi vào trong chiêm ngưỡng một chút vậy. Diệp Phúc mừng rỡ, vội vàng đi theo sau hắn tới phía sau tổng đàn. Đột nhiên Ứng Tông Đạo dừng chân ở trước cửa một gian phòng rách nát, mỉm cười nói: Diệp sư đệ, nơi này là mộ địa của thánh tông tông chủ chúng ta. Diệp Phúc đánh giá gian nhà cỏ này một lần, không khỏi hồ nghi nói: sư huynh, ngươi không phải là lừa gạt ta đấy chứ? Thân phận của những tông chủ thánh tông ta qua nhiều thế hệ tôn quý cỡ nào chứ, sao có thể gửi thân trong này được? Sư đệ, bí mật của thánh tông ta rất nhiều, ngươi có khả năng biết được bao nhiêu đấy? Ứng Tông Đạo khẽ mỉm cười, đẩy cổng ra, lập tức một cỗ ma khí u ám từ bên trong cổng chen chúc lao ra. Diệp Phúc bên tai dường như nghe thấy những tiếng thiên lương như rơi vào bên trong địa ngục vậy. Các loại cảm xúc tự động xuất hiện, gần như khiến cho tâm linh của hắn thất thủ. Bên trong gian nhà cỏ tranh này phong ấn một bí cảnh, chính là trước khi viễn cổ lục đạo tan biến, khai phái tổ sư thánh tông ta lấy được một mảnh vỡ của tầng thứ 18 địa ngục. Bên ngoài thoạt nhìn thì rất nhỏ, nhưng không gian bên trong lại rất lớn. Ứng Tông Đạo bước vào bên trong cửa, thanh âm truyền tới. Diệp Phúc hít vào một hơi thật dài, nhấc chân bước vào bên trong cửa, thầm nghĩ: hạng tông chủ, ngươi rốt cuộc chết hay không? Hôm nay ta sẽ biết rồi. Vù, ma khí u ám vô biên vô hạn thổi qua bên tai Diệp Húc. Những ma khí này thổi ra âm thanh có khóc có cười, có hò hét, có gầm rú, đủ loại, có đủ loại tiếng vang, cũng có đủ loại tà âm. Những thanh âm này xâm nhập vào bên trong tai của hắn, ma khí xâm nhập vào tử phủ hắn, hóa thành một đầu tâm ma ngạc nhiên cổ quái. Những tâm ma này có khi là ba đầu sáu tay, có đầu người, thân thú, có thân lân đuôi rắn, cũng có mỹ tuấn nam, mỹ nhân. Tất cả đều công tướng nguyên thần và thần hồn của hắn, tính toán cắn nuốt thần hồn hắn, làm dơ bẩn nguyên thần của hắn, chiếm cứ lấy thân thể của hắn. Bí cảnh này chính là mảnh vỡ tầng thứ 18 của địa ngục. Vu sĩ tới nơi này, câu động tâm ma, nếu như ý chí không kiên định, rất nhanh sẽ bị cắn nuốt thần hồn, nguyên thần dơ bẩn, thân thể bị chiếm cứ. Nhân tính khi đó sẽ mất hết, hóa thành một ma đầu, chỉ biết giết chóc mà không có ý thức nào cả. Bên trong tử phủ của Diệp Phúc, ngọc thụ nguyên thần nhất tể vũ động, những cành cây của mình rào sát những đầu tâm ma này. Càng nhiều tâm ma vọt tới, che trời phủ đất, nhưng hắn vẫn thủ vững tâm thần, mặc kệ có bao nhiêu tâm ma hết thảy đều bị cành của ngọc thụ này đánh nát hết. Nơi này không chỉ có tâm ma quấy rối, Diệp Phúc còn cảm giác được ma khí u ám đúng là làm tổn hại rất lớn tới thân thể của vô sĩ. Chỉ sợ đại vua tam thần cảnh tới đây rất nhanh sẽ bị ăn mòn thân thể. Tuy nhiên thân thể hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công, chư thiên thập đạo và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, lại tu hành cả đại nhật thuần dương vô cực kinh
đã sớm rèn luyện tới mức thần dương vô cấu. Thân thể hắn vượt qua xa xa đại phu tam thần cảnh, thậm chí đạt tới độ cao của đại phu tam tướng cảnh đỉnh cao. Đối với chút ma khí u ám ăn mòn này, đúng là không để ở trong lòng. Ứng Tông Đạo dẫn đầu bay về phía trước, cũng không có quay đầu lại, dường như đối với việc hắn giữ vững tâm thần vượt qua tâm ma kiếp này rất có tin tưởng, cười nói: "Sư đệ, di thể của các tông chủ thế hệ trước đều ở sâu bên trong bí cảnh này." Diệp Húc đuổi kịp hắn, chỉ cảm thấy ở sâu bên trong bí cảnh này, một cỗ khí tức vô hoàng đang đãng truyền tới, trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ là trong các tông chủ thánh tông ta ở thế hệ trước cũng có vô hoàng hay sao? Ứng Tông Đạo bay ra mấy ngàn dặm, rốt cuộc cũng đi tới trung tâm bí cảnh này. Lúc này Diệp Húc đã bị các loại khí thế hùng mạnh chấn áp, không thể phi hành, chỉ có thể rơi xuống mặt đất đi bộ mà thôi. Ứng Tông Đạo cũng rơi xuống mặt đất, sóng vai cùng đi với hắn. Một cỗ khí tức độc đáo của vô hoàng đánh ép lại, khiến cho xương cốt của Diệp Húc văng lên lách cách. Lập tức một cỗ khí thế mềm mại ấm áp từ người Ứng Tông Đạo phát ra, triệt tiêu áp lực khổng lồ này. Khí thế của hắn sâu không lường được, một mình chống đỡ vài luồng áp lực uy áp của vô hoàng, cùng với áp lực của không biết bao nhiêu vị nhân hoàng, mà coi như không có gì, khiến cho Diệp Húc không khỏi khâm phục vạn phần. Hai người đi bộ thật lâu, rốt cuộc cũng đi tới nơi đặt thi thể tông chủ các thế hệ Hoàng Tuyển Ma Tông. "Sư đệ, tới rồi." Ứng Tông Đạo dừng chân, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con sông lớn màu vàng đang ngang trời mà đi, rít gào chậm chồm, giống như thiên hà nghịch chuyển, lơ lửng bên trong không trung, không biết là dài bao nhiêu dặm. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy sông lớn này dắt tới một chỗ trong u minh, thông suốt hư không, thỉnh thoảng truyền tới tiếng sóng ngầm mênh mông. Nhưng mà nơi khởi nguồn của dòng sông lớn này càng ngày càng nhỏ, tới địa phương nơi con sông trào ra cũng là một điện thờ lớn như núi. Phía trên điện thờ có một lão giả cổ quái đang ngồi, mặt mang mỉm cười. Dòng sông lớn này chính là từ trong thóp hắn chảy ra, là khí thế của hắn sau khi chết mà biến thành. Đây là một vị tông chủ thế hệ trước của Hoàng Tuyển Ma Tông. Sau khi tọa hóa, tâm pháp hắn tu luyện trở thành một con sông Hoàng Tuyển rất lớn, xuyên thủng hư không. Bích Lạc Hoàng Tuyển, Ma Thiên Cấm Điện. Diệp Húc ngưng mắt nhìn con sông lớn này, chỉ thấy nước chảy giữa sông chính là do một loại cấm pháp tổ hợp phức tạp mà cấu thành, làm cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Hắn nhận ra con sông lớn này đúng là một trong 9 đại cấm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông, Bích Lạc Hoàng Tuyển, Ma Thiên Cấm Điện, khi vận chuyển sinh ra dị tượng. Diệp Húc tuy rằng không có tu luyện qua 9 đại cấm pháp, nhưng gia nhập Hoàng Tuyển Ma Tông đã lâu, đúng là rất có hiểu biết với dị tượng khi các đại cấm pháp này vận chuyển. Không sai, đây là Hàn Tông Chủ. Hàn Tông Chủ khi còn sống tuy rằng chưa thành tiểu vô hoàng, nhưng dừng lại ở nhân hoàng kỳ đỉnh phong. Bích Lạc Hoàng Tuyển Ma Thiên Cấm Điển hắn lưu lại đã trở thành một trong những pháp điển chấn giáo của Thánh Tông ta. Ứng Tông Đạo mỉm cười nói: "Sư đệ, những điện thờ của các tông chủ khác cũng đều ở trong này." Diệp Húc phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trên hư không lơ lửng từng tòa điện thờ thật lớn. Các vị tông chủ qua nhiều thế hệ Hoàng Tuyển Ma Tông đều ngồi khoanh chân trên điện thờ, tướng mạo trang nghiêm. Trên đỉnh đầu bọn họ đều trào ra khí thế, có tiến hóa thành một thiên ma quốc gia, chính là tu luyện Đại Thiên Ma U Thiên Bảo Giám mà thành. Có người phía sau xuất hiện một thiên đình thật to lớn, trong đó thần ma lăn lộn, tu luyện là ma đạo Thiên Đình Vô Lượng Chân Kinh. Còn có người đỉnh đầu xuất hiện một pho tượng Ba Tuần Đại Ma Vương, thân khoác áo cà sa, mặt thì mỉm cười, có vẻ như đang khai đàn mở đạo. Những tông chủ qua nhiều thế hệ trước tuy rằng đã chết không biết bao nhiêu đâu, nhưng bọn họ như thể là đang ngủ say vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Khí thế của bọn họ khủng bố vô cùng, hơn nữa còn kết hợp lại, tất cả khí thế liên hợp lại cùng một chỗ, giống như một vương triều được tạo thành từ nhân hoàng, vô hoàng vậy. Trong đó còn có vài vị nhân vật cấp vô hoàng, khí thế càng thêm ngưng trọng, tiến hóa ra dị tượng càng thêm mở mang, thậm chí còn tạo thành một thế giới độc lập nữa. Nhưng hấp dẫn Diệp Húc nhất, chăm chú nhìn nhất chính là một điện thờ có một vị tông chủ ngồi trên, tản mắt ra khí tức vô hoàng rất trầm trọng. Những điện thờ tông chủ khác đều hơi thấp hơn so với hắn một bậc, đại biểu cho địa vị của hắn. Phía sau lưng hắn xuất hiện luân hồi thiên bàn to lớn không gì sánh được. Lục đạo bị áp xúc bên trong luân hồi thiên bàn, thiên địa, nhân, Atula, súc sinh, ác quỷ, hết thảy bị cất chứa bên trong lục đạo luân hồi không ngừng. Luân hồi thiên bàn này nghiêm nhiên sinh ra một thế giới đầy đủ, tất cả các sinh linh bên trong luân hồi thiên bàn không ngừng sinh sôi, tam giới rõ ràng. Thần nhân thống trị 33 giới, ác quỷ, ma đầu, Atula thống trị 18 tầng địa ngục, nhân loại yêu thú thống trị nhân gian. Tam giới đầy đủ luân hồi,
từng tầng thế giới hoàn mỹ được bày ra, rộng lớn mạnh mẽ, giống như tam giới chân thật vậy. Đây là cấm pháp nổi danh nhất, quan trọng nhất của Hoàng Tuyển Ma Tông, Chư Thiên Luân Hồi Cấm Điển. Vị này chính là khai phái tổ sư của Hoàng Tuyển Ma Tông ta. Ứng Tông Đạo lộ ra thần sắc kính ngưỡng, lên tiếng nói: Lai lịch của lão nhân gia ngài có thể ngược dòng tới lúc lục đạo tan biến. Thánh Tông cấm bảo của ta, Luân Hồi Tiên Bàn, đó là lão nhân gia chính mắt nhìn thấy lục đạo luân hồi một lần, chiếu theo bộ dạng của lục đạo luân hồi mà rèn thành. Nhiều thế hệ tông chủ Thánh Tông chúng ta tới hiện tại không ai có thể vượt qua được thành tựu của người này đâu. Diệp Phúc trong lòng khiếp sợ vạn phần. Lúc này nếu không có Ứng Tông Đạo bảo hộ, chỉ sợ hắn lập tức sẽ bị khí thế của các tông chủ đời trước ép cho tan xương nát thịt, hồn bay phách lạc. Sư huynh, vị nào là hạng tông chủ vậy? Hắn nhìn lại khắp nơi, trầm giọng mà nói. Ứng Tông Đạo hướng tới một tòa điện thờ mà nhỏ giọng: Hạng tông chủ là tổ sư của ta. Năm đó lão nhân gia tuy rằng từng thua trên tay Thủy Hoàng Đế, nhưng hắn vẫn là một trong những vị tông chủ Thánh Tông xuất sắc nhất, chỉ kém một bước nhỏ nữa là thành tựu vô hoàng. Đáng tiếc cuối cùng hắn không thể bước ra được nửa bước kia, chỉ còn nửa bước nữa đó là siêu thoát. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại điện thờ, chỉ thấy trên điện thờ có một người ngồi ngay ngắn. Người này trung niên nhã sĩ, mặt mỉm cười, tọa hóa bên trong điện thờ. Phía sau hắn, các loại khí thế, khí tức cấm pháp thay đổi liên tục, có Luân Hồi Thiên Bàn, có Hoàng Tuyền Đại Hà, có Ma Đạo Thiên Đình, có Thiên Ma Quốc Gia, chủng loại rất nhiều. Tổ sư mắt sinh song đồng, vạn cổ chỉ có một. Hắn khi còn sống tu luyện không chỉ một môn cấm pháp, 9 loại cấm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông ta hắn đã tu luyện được cả, thậm chí hết thảy đều tu luyện tới Nhân Hoàng Kỳ, đem 9 loại cấm pháp tu luyện tới Nhân Hoàng Kỳ đỉnh phong. Có thể nghĩ được hắn tích lũy thâm hậu tới mức nào, loại thiên tư này thiên hạ hiếm thấy. Đáng tiếc sau này lại bại ở trong tay Thủy Hoàng Đế. Ứng Tông Đạo thở dài nói: Thủy Hoàng Đế tuy rằng thắng được một chiêu, nhưng thọ nguyên bị hao tốn, không coi là thắng nữa. Tổ sư tuy rằng bị đánh bại trong một chiêu, nhưng ám đấu lại thắng, chỉ có điều danh đầu rất khó coi. Người khác nói tổ sư buồn bực mà chết, kỳ thực chỉ có điều là hiểu lầm. Tổ sư tuy rằng trên danh nghĩa là bại, nhưng vẫn không để việc này vào trong lòng. Chí huống của hắn không phải người khác có khả năng đo lường được. Diệp Phúc nhìn về phía thi thể trên điện thờ, chỉ thấy hạng tông chủ ngồi một chỗ, trông rất sống động, dường như lúc nào cũng có thể sống lại được vậy. Hạng tông chủ thật sự là đã tạ thế rồi. Thi thể người ở chỗ này, hay là người cướp lấy Đại Tần Đế Quốc không phải là hắn đây? Diệp Phúc không khỏi nhíu mày suy tư, đột nhiên lóe lên một ý tưởng dò hỏi: Sư huynh, xin hỏi hạng tông chủ nguyên danh là gì? Tổ sư họ Hạng, tên chỉ có một chữ, Tịch. Sư đệ, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Ứng Tông Đạo khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: À, không có gì, chỉ là tò mò thôi. Diệp Húc mỉm cười nói: Hạng Tịch ư, tên rất hay. Trong lòng hắn lo sợ bất an, Vu Hoàng thần thông quảng đại, chỉ cần kêu ra tên của hắn liền có thể cảm ứng được mà biết phương vị của người gọi tên của hắn. Nếu là kẻ thù, Vu Hoàng thậm chí có thể phân ra một lũ hóa thân trực tiếp giáng lâm giết chết kẻ thù. Ngày đó Diệp Húc vì cứu Giả Lam Minh Tôn dùng phương pháp hô tên của Ma Hoàng, đúng là trong lòng của hắn đầy ác ý, thậm chí nhục mạ khiêu khích, làm cho phân thân của Ma Hoàng giáng lâm vào bên trong Bàn Hoàng Lăng, xúc động cấm chế Bàn Hoàng Lăng. Khí tức của hai đại vua hoàng đối kháng, rốt cuộc cũng cứu được Già Lam Minh Tôn ra. Hiện giờ hắn gọi tên của hạng tông chủ là vì muốn nhìn xem hạng tông chủ tới tận cùng chết thật hay chết giả. Nếu hạng tông chủ thực sự đã chết, tự nhiên hết thảy không ngại. Nếu là giả chết, hắn tất nhiên có thể cảm ứng được Diệp Húc gọi tên của hắn. Diệp Húc chờ đợi một lát, chỉ thấy hết thảy sóng êm gió lặng. Hạng tông chủ thực sự đã chết sao? Cướp lấy Đại Tần cũng không phải là hắn. Diệp Phúc lẩm bẩm nói, trong lòng có chút thất vọng, lại cảm thấy hơi thoải mái. Diệp sư đệ, ngươi cho rằng tổ sư giả chết vì cướp lấy Giang Sơn Thủy Hoàng Đế sao? Ứng Tông Đạo cười lạnh nói, ta sớm đã biết ngươi không thật tâm tới chiêm ngưỡng các tông chủ nhiều thế hệ, hóa ra là còn mục đích này. Tổ sư trí tuệ rộng lớn, đừng nói là cướp lấy Giang Sơn của Thủy Hoàng Đế, cho dù Thủy Hoàng Đế chấp hai tay giao cho hắn, hắn cũng không có chắc đã đồng ý đâu. Diệp Phúc cười khổ, lắc lắc đầu. Có thể là ta đoán sai rồi. Đi, sau này ta sẽ giáo huấn lại ngươi sau vậy. Ứng Tông Đạo phất tay áo, cuồn cuộn rời khỏi phiến bí cảnh này. Ầm vang một tiếng, bọn họ vừa mới rời khỏi phiến bí cảnh này, chỉ thấy trên không bí cảnh đột nhiên tiếng lôi đình mãnh liệt vang lên. Một đạo lôi điện xé rách hư không u ám,
Tiếp theo là toàn bộ hư không bị nứt ra, bài trừ, hóa thành một ánh mắt bằng lôi đình rất lớn. Ánh mắt mộc sinh song đồng, cực lớn, rộng lớn trăm dặm, lăn lộn giữa không trung, một chút lập tức tản đi. Giữa không trung dường như chuyển tới thanh âm. Ai đã gọi ta? Thanh âm cuồn cuộn mà đi, biến mất, không thấy đâu nữa. Trước nhà tranh, Ứng Tông Đạo mang theo Diệp Húc ra khỏi bí cảnh. Vừa mới ra khỏi cổng tre, đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, nghiêng đầu lắng nghe, sắc mặt khẽ biến, lập tức khôi phục lại nguyên trạng, mỉm cười nói: Diệp sư đệ, lần này ngươi đã nghi ngờ tổ sư, vì huynh là tông chủ, không trách phạt ngươi thì kẻ dưới khó mà phục tùng. Diệp Húc sắc mặt khổ sáp, chỉ nghe thấy Ứng Tông Đạo mỉm cười nói: Vì huynh phạt ngươi diễn bích một năm, tĩnh tâm suy nghĩ, ngươi có dị nghị gì không? Có. Diệp Húc còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy Ứng Tông Đạo tiếp tục nói: Nếu ngươi không có dị nghị gì, vậy diễn bích đi thôi. Hắn huy tay áo phất một cái, Diệp Húc chỉ cảm thấy trước mắt trời đất như quay cuồng, bên tai chuyển tới từng tiếng gió rít gào. Dư quang ở hai mắt chỉ nhìn thấy những tòa núi lớn nhoáng lên mà qua. Trong chớp mắt, hắn bị Ứng Tông Đạo huy tay áo phất lực một cái, bay đi cả ngàn dặm xa, bay thẳng tới một nơi không người ở phía bắc Luân Hồi Thiên Bàn. Cấm bảo của Hoàng Tuyền Hoa Tông, Luân Hồi Thiên Bàn, chiếm đất cực kỳ rộng lớn. Thiên bàn này lơ lửng giữa không trung, chiếm tới mấy ngàn dặm xa. Ma Tông tổng đàn ở trung tâm, đám núi phập phồng mà phương bắc lại tĩnh mịch như một mảnh. Tuy có đám núi nguy nga nhưng rất ít có người đi qua nơi đó. Phương bắc của Luân Hồi Thiên Bàn là nơi để trách phạt, chỉ có phạm sai lầm mới có thể bị trục xuất tới nơi này. Vù! Diệp Húc bị Ứng Tông Đạo phất lực một cái, đưa tới đến bên trong một mảnh núi lớn, không tự chủ được mà ngã xuống một đầm nước. Chỉ thấy hắn còn chưa chạm được tới đầm nước, những đóa hoa sen trắng như tuyết chậm rãi từ trong đầm nước mà sinh trưởng ra. Từng cánh hoa sen nở rộ, Diệp Húc hoàn toàn rơi vào bên trong hoa sen, khoanh chân ngồi bên trong một đóa hoa. Ứng sư huynh, cái tên khốn kiếp, vừa rồi còn hỏi ta có dị nghị gì không, căn bản không đợi ta phản bác liền đưa ta tới nơi này rồi, mà không thể nào. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một vách tường trơn nhẵn như gương vậy, dòng nước chảy bên ngoài vách tường lưu lại bóng dáng của bản thân hắn. Bên cạnh vách đá này có một khối bia đá, bên trên viết bốn chữ Vô Vọng Thiên Bích. Những chữ này viết phong cách cực kỳ cổ xưa, hẳn là đã có tương đối năm rồi. Thật là phải diễn bích sao? Diệp Húc cẩn thận đánh giá Vô Vọng Thiên Bích này. Vách tường bóng loáng như gương ngọc, dường như dựng thẳng lên trên mặt hồ. Tâm niệm của hắn hơi động, chỉ thấy ngọc bích như mặt hồ vậy đột nhiên gần sóng. Vô Vọng Thiên Bích là một kiện vu bảo cực kỳ kỳ lạ, phản ánh bản tâm của hắn, bắn ra đủ loại ý niệm bên trong lòng của hắn. Ý niệm trong đầu không tinh khiết khiến mặt hồ liền gợn sóng. Diệp Húc tĩnh tâm xuống, chỉ thấy Vô Vọng Thiên Bích dần dần bình tĩnh, gợn sóng biến mất, xuất hiện bóng dáng của bản thân hắn. Chỉ thấy phía sau Vô Vọng Thiên Bích dâng lên một vầng mặt trời chói chang, trong mặt trời là một gốc cây ngọc thụ ngàn lá vạn cành, thủy khí rất mạnh. Ta còn có chuyện trong mình, làm thế nào có thể ở trước vách này suy nghĩ được đây? Diệp Húc đứng dậy, đột nhiên chỉ thấy bóng dáng của mình ở trong vách Vô Vọng Thiên Bích đột nhiên biến đổi, hóa thành một thanh niên mặt mày tuấn lãng, mơ hồ có thể nhìn ra giống hệt với tổ sư khai phái của Hoàng Tuyền Ma Tông. Dầm một tiếng, Vô Vọng Thiên Bích mở ra, bóng dáng của khai phái tổ sư đột nhiên mở ra bàn tay to, hung hăng chụp thẳng xuống Diệp Húc, mặt không chút thay đổi mà nói: "Ngồi xuống." Bàn tay to này xuyên thẳng qua Vô Vọng Thiên Bích, cuồn cuộn nổi lên một dòng nước lớn, giống như tồn tại chân thật vậy. Diệp Húc trong lòng cẩn thận, sau đầu ong lên một tiếng, bốn đạo công đức kim luân hiện lên, thần giới trong tay hắn dâng lên, không cần nghĩ ngợi, đó là một thức Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn. Dao động kịch liệt truyền tới, hư không ở giữa lòng bàn tay hai người vang lên một tiếng bị phá nát. Diệp Húc đau đớn kêu lên một tiếng, không khỏi đầu gối mềm nhũn ra. Hắn bị bóng dáng của khai phái tổ sư bên trên Vô Vọng Thiên Bích ép tới không thể ngồi yên lại bên trên hoa sen được nữa. Thật là mạnh. Diệp Húc trong lòng khiếp sợ, bóng dáng của khai phái tổ sư trên Vô Vọng Thiên Bích xuất ra thực lực nhiều nhất chỉ là Dương Thần Kỳ đỉnh phong, không nghĩ tới đã ép cho hắn không thể không ngồi xuống được. Diệp Húc từ khi xuất đạo tới nay, dưới điều kiện cảnh giới ngang nhau, từ trước tới nay đều là hắn chấn áp người khác, không ai có thể chấn áp hắn được một đầu. Không nghĩ tới ở Vô Vọng Thiên Bích này lại bị ăn một cái tát đau như vậy. Ta cũng không tin, dưới cảnh giới ngang nhau ngươi còn mạnh hơn ta. Diệp Húc lại đứng dậy, bàn tay to triển khai, thi triển ra Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn, thủ ấn giống như khai thiên cự phủ, hung hăng bổ xuống Vô Vọng Thiên Bích. Luân Hồi Thiên Bàn ấn. Trong Vô Vọng Thiên Bích truyền tới thanh âm trong trẻo thế nhưng lạnh lùng,
bóng dáng khai phái tổ sư từ trong vô vọng thiên bích đánh ra một trường. Chỉ thấy trường lực hóa thành luân hồi thiên bàn, lục đạo bên trong luân hồi thiên bàn xoay tròn chinh phạt lẫn nhau, tiến hóa thành thiên địa nhân yêu Atula, làm cho Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn bị mai một bên trong lục đạo. Ấn pháp quá tinh diệu. Diệp Húc trong lòng cả kinh, lại bị chấn áp, không thể không ngồi xuống. Hắn có thể nhìn ra được bóng dáng của khai phái tổ sư trong vách tường xuất ra luân hồi thiên bàn ấn này vẫn chưa hoàn toàn triển khai uy lực. Nếu đạo ấn pháp này hoàn toàn triển khai, uy lực chỉ sợ không thể tin nổi, thậm chí có thể siêu việt hơn cả chư thiên thần vương công đức ấn. Đạo ấn pháp này chẳng lẽ là tâm pháp chấn giáo của thánh tông ta, ấn pháp bên trong chư thiên luân hồi cấm điển hay sao? Không có tu luyện chư thiên luân hồi cấm điển là không thể học được luân hồi thiên bàn ấn. Một khi đã như vậy, ta mượn tay của Già La Minh Tôn đánh nát vô vọng thiên bích này. Vù. Diệp Húc tế khởi linh cứu thanh đăng, âm phong từng trận, đăng quang lay động. Già La Minh Tôn từ trong quan tài thò cái đầu ra, xích sắt rầm rầm rung động. Cái xích sắt này một đầu xỏ qua đầu Già La Minh Tôn, một đầu là một con chó màu đen. Một người một cẩu đều nhìn ra chung quanh. Lão đệ, nơi này là địa phương nào vậy? Già La Minh Tôn hiếu kỳ hỏi. Minh Tôn, trước tiên giúp ta đánh nát vô vọng thiên bích này, sau đó sẽ nói với ngươi. Diệp Húc trầm giọng nói. Cái này còn không đơn giản hay sao? Hạo Thiên Quyển nhảy lên trên đầu Già La Minh Tôn, kéo cái xích sắt há mồm mà quát lớn. Thiên cẩu khiếu huyết. Một đầu nguyên thần Hạo Thiên Quyển thật lớn từ trong miệng của nó bay ra, mở cái mồm thật lớn. Chỉ thấy cái mồm rộng này ước chừng lớn như vách vô vọng thiên bích này. Nó tính toán một ngụm nuốt sạch toàn bộ vô vọng thiên bích vào. Bang một tiếng, trong vô vọng thiên bích, khai phái tổ sư thi triển bàn tay to nhẹ nhàng ấn một cái, đẩy lùi nguyên thần Hạo Thiên Quyển vào bên trong miệng của nó. Đầu Hạo Thiên Quyển này không tự chủ được mà ngã từ trên đầu Già La Minh Tôn xuống đất. Chỉ thấy dưới đầm nước là xuất hiện thêm một đóa hoa sen, nhanh chóng nở ra, hoàn toàn tiếp nhận lấy con chó đen nhỏ này. Uông, chó chết, lão tử không làm gì được hắn ta. Hạo Thiên Quyển ngồi xổm trên hoa sen, hướng tới khai phái tổ sư bên trong vách đá không ngừng mà sủa bậy. Nó tính toán muốn đứng dậy nhưng lập tức lại bị một bàn tay to đánh xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm trên hoa sen. Tội nghiệp nhìn về phía Già La Minh Tôn. Già La Minh Tôn cười lạnh nói, một kiện vu báo kỳ lạ mà thôi, có thể vây trụ được các ngươi, làm sao có thể vây trụ được bản tôn chứ? Thiên khuyết chiến kích đi ra. Hắn từ trong quan tài đen nhảy dựng lên, thân hình trắng kiện vĩ ngạn, cầm thiên khuyết chiến kích trong tay, hung hăng bổ thẳng tới vô vọng thiên bích. Hoàng thiên lục đạo, luân hồi thiên bàn. Trong vô vọng thiên bích, một luân hồi thiên bàn bay ra, phía sau thiên bàn là một dòng sông hoàng tuyền, dài sâu thẳm, uốn lượn phập phồng như dòng bay. Ngắn ngủi vài cái chớp mắt, Già La Minh Tôn khoanh chân ngồi trên một đóa hoa sen, mặt mày sám cho cùng với Hạo Thiên Khuyển, trừng đôi mắt nhỏ của mình. Hắn tuy rằng mạnh mẽ nhưng vẫn là bị bóng dáng bên trong vô vọng thiên bích chấn áp, không thể không ngồi trên hoa sen được. Diệp lão đệ, cái tên khốn kiếp bên trong vách tường kia là ai vậy? Gần một bóng dáng mà mạnh mẽ như vậy sao? Quá biến thái rồi. Già La Minh Tôn buồn bực không ngừng liền hỏi. À, vị này chính là khai phái tổ sư của thánh tông ta. Đây là một kiện bảo vật do lão nhân gia luyện chế, dùng để phạt đệ tử diễn bích suy nghĩ thôi. Diệp Húc xấu hổ nói, người như thế nào không nói sớm vậy? Già La Minh Tôn tức giận kêu ầm lên, cả giận mà nói, những nhân vật như Vu Hoàng đều không thể bình thường được. Đây là một khối hóa thân gửi trong vu báo. Lão tử không luyện tới nhân hoàng, căn bản đừng mơ tưởng mà động thủ với hắn ta. Còn bà nó chứ, lần này lão tử lại bị ngươi thải hại thảm rồi. Ta chỉ là một con chó, phải đối diện vách tường suy nghĩ cái gì chứ? Hạo Thiên Khuyển ngồi xổm phía trên hoa sen, mặt mày sám cho. Đột nhiên Diệp Húc vung tay dựng lên, Di La Thiên Địa Tháp trên đỉnh đầu, một tay đánh ra Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, một tay Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, cứng rắn đối chọi với bóng dáng tổ sư trên vách đá. Ta mượn khai phái tổ sư tôi luyện chư thiên thần vương công đức ấn vậy. Dầm dầm dầm. Ở phía dưới vô vọng thiên bích, thanh âm của từng đợt giao thủ truyền ra vang vọng ở khắp nơi. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Trong tiếng giao thủ thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng kêu thê lương của một con chó nhỏ. Mà trước mái nhà tranh bên trong tổng đàn Ma Tông, Ứng Tông Đạo không khỏi nhíu mày. Tu vi của hắn tâm hậu, toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông, Thập Vạn Đại Sơn đều ở dưới thần niệm của hắn. Đối với mọi việc trong núi, hắn rõ như lòng bàn tay. Diệp Húc đang làm chuyện gì tự nhiên không thể gạt được hắn. Tên khốn kiếp này,
Ta để hắn ở dưới vách Vô Vọng Thiên Bích là để suy nghĩ qua một năm, cũng là muốn tốt cho hắn, khiến hắn tính toán củng cố tu vi, dưỡng dục trong nguyên thần mà thành tựu đại vô. Không nghĩ tới hắn không chịu ngồi yên được giây phút nào cả. Ứng Tông Đạo không khỏi cười khổ. Vu Bảo Vô Vọng Thiên Bích này chính là dùng để khô tọa tính tư. Bóng dáng tổ sư trong vách tường sẽ đứng dậy trong nháy mắt nếu như người tính tọa ở đây có biểu hiện chấn áp người diện bích. Không tới thời gian nhất định không thể rời khỏi Vô Vọng Thiên Bích này. Mà khiến hắn tuyệt đối không dự đoán được chính là Diệp Húc căn bản không muốn tính tọa khổ tu, mà tính toán một bóng dáng tổ sư để tu luyện cũng như ma luyện chính mình. Ý nghĩ của Diệp sư đệ đôi khi ngay cả ta cũng không đoán trước được. Ứng Tông Đạo không khỏi lắc đầu, hít dài một hơi, đẩy cổng tre đi vào bên trong mộ địa, thẳng hướng tới các điện thờ mà đi. Hạng Tích, hắn đứng dưới điện thờ Hạng Tông Chủ nhỏ giọng mà nói. Qua thật lâu sau, đôi mắt Lôi Đình kia lại xuất hiện, song đồng hơi hơi chuyển động dừng ở trên người của hắn. Ứng Tông Đạo thần sắc phức tạp, ngẩng đầu nhìn đôi mắt song đồng ở giữa không trung, trầm giọng mà nói. Tổ sư, không nghĩ tới ngài thật sự là chưa có chết. Tổ sư, ta có một nghi vấn. Ta muốn hỏi, vì sao tổ sư lại phải trá tử? Tông Đạo, năm đó khi ngươi mới nhập môn, ta hoàn toàn đã có tu vi như ngươi hiện nay. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, ngươi đã tu luyện tới cảnh giới của ta năm đó. Đôi mắt Lôi Đình thật lớn kia trầm mặc một chút, thanh âm từ trên cao ầm ầm truyền tới. Tông Đạo, nghi vấn trong lòng ngươi, đợi khi ngươi tu luyện tới cảnh giới của ta, sẽ hiểu vì sao ta phải giả chết. Thời gian của ta không có nhiều, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi không? Ta còn có một việc. Ứng Tông Đạo hít ra một hơi, ánh mắt chớp động nói. Hiện giờ, vị hoàng đế trong hoàng cung Đại Tần kia có phải là ngài hay không? Qua không lâu, Ứng Tông Đạo hồn bay phách lạc từ trong mộ địa, các vị tông chủ đi ra. Khuôn mặt của hắn âm tình bất định, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì nữa.